Chào các bác nhé, em lại đến từ shop Phạm Huấn đây. Đấy, shop em thì các bác biết rồi là chuyên phân phối các mặt hàng Nhật, Mỹ, Đức. Đó, hàng bãi, hàng đã qua sử dụng hoặc là chưa qua sử dụng. Đó, hàng đầy đủ rất nhiều mẫu mã. Ngày nào em cũng cập nhật những cái mẫu mới về cho các bác nhé. Đó, rất nhiều luôn. Đấy, hôm nay em có cái mẫu đèn pin mới này, to đẹp nha các bác nhé. Đó, đây rồi dao, dựa, rồi dụng cụ nhà bếp, dây điện, dây điếc rất là nhiều luôn nha các bác nhé. Đó, rất nhiều luôn. Rồi, hôm nay đầu tiên thì em đi giới thiệu cho các bác cái bộ gọt da chết nhá, gọt da chết này. Đấy, cái này là gọt gót chân này các bác nhá, gọt gót chân này nó có hai lưỡi thay thế này. Đó, đựng trong cái hộp nhôm này. Đó. Hàng made in Germany của Đức nhá các bác nhá. Đó, hàng của Đức nhá. Đấy, cái này chuyên để gọt gót chân, gọt da chết nhá, gọt rất là ngon luôn các bạn. Đấy. Nó gồm nó có hai lưỡi thay thế này. Đấy, cái này bên em đang phân phối là giá 90k một cái bộ gọt da chết, gọt gót chân nhá, 90k. Từ hôm nay em về được cái đòi đèn pin này, siêu to khổng lồ này quá, siêu to khổng lồ luôn nhá, siêu sáng luôn nhá. Ải có chân để đỡ giá, đỡ hẳn hoi nhá. Đấy, rất là xịn sò luôn nha các bác nhá. Đó. Này xịn sò lắm các bác ạ. Đây rất là xịn luôn nha các bác nhá. Đây nha các bác nhá. Cái này nó có đây, cái này là để sạc này. Đấy, nó có dây kết nối này, kết nối ra để sạc này. Cái này nó tích điện này, các bác có thể sạc pin ngược lại điện thoại của mình. Ví dụ các bác sạc đầy pin vào cái đèn này như hôm nay cái điện thoại của bạn. Đấy, cái này mà các bác ví dụ điện thoại nhà các bác hết pin thì các bác lại sạc ngược lại cái điện thoại của mình nhá, để lại này, để đây này, có chân này. Soi rất là sáng luôn này các bác quan. Đó, sáng chói luôn nha các bác nha. Đây, con này thì em ký hiệu là đèn phễu này các bác này. Giá em bán là 380k nhá, 380k cái đèn phễu này. Rất là siêu sáng luôn các bác, soi cực kỳ sáng. Cái chân này thì các bác có thể, đây các bác xem này. Đấy, nó có cả chế độ báo động này. Cái chân này có thể là các bác có thể tháo ra này. Không dùng chân thì các bác tháo ra như này cho em. Không cần đến chân thì các bác dùng như này. Đó, cái chân này nó có thể tháo được, nó không liên quan. Đấy, các bác dùng ví dụ dùng để làm việc hoặc là hôm nay nhà mất điện thì các bác để dùng để ăn cơm thì nó có chân. Còn nếu mà không dùng đến chân thì các bác tháo chân ra. Tháo chân. Đây, tháo chân ra. Ờ, cái này đèn phễu em bán là 380k nhá. 380k cái đèn phễu này. 300k. Rồi tiếp theo em giới thiệu cho các bác cái đèn pin, đèn đeo đầu cảm ứng nhá. Đó, hàng made in Japan nhá. Đó, hàng đèn này là đèn cảm ứng này các bác ơi. Đây nhá, bình thường thì nếu các bác bật đây, các bác bật bên này thì công tắc nó lên này, sáng chưa? Đấy, đèn lồi nhá. Nhưng còn nếu các bác thích dùng cảm ứng này. Cảm ứng thì các bác chuyển chế độ. Đây nhá, bật này, đấy. Khi mà nó có vật cản đi qua thì đèn nó sẽ tắt này. Đó, đây là chế độ cảm ứng này. Đó, có chế độ cản này, cảm ứng này. Đó, các bác thấy nhá. Đây là đèn đeo đầu cảm ứng giá 170k. Đèn đeo đầu cảm ứng 170k nhé các bác nhé. Đó, nó có hai nút này, nếu các bác dùng thông thường thì dùng bên này. Đấy, còn dùng chế độ cảm ứng thì dùng bên này cho em. Đó. Đấy, có vật cản đi qua là đèn nó sẽ tắt luôn. Đó, con này thì em đang bán là giá 170k nhé, đèn cảm ứng 170k. Đây nha các bác nhá. Đó, các bác muốn tắt bật thì chỉ cần vuốt tay qua nó cảm ứng này nó tự tắt nhá. Đó, con này là một giá 170k nhá, 170k cái đèn cảm ứng nhá. Đây, mã của nó là đèn cảm ứng, đeo đầu cảm ứng 170k. Đấy, rồi hôm nay em về tiếp cái lô đèn sông tinh dầu này các bác ơi. Đấy, hôm nay cái mẫu này nó đây. Đây, đèn sông tinh dầu nhá các bác nhá. Đây, cảm biến nhá. Đó, thì cái hàng này nó sẽ kèm một bấc này. Đây, bấc này. Đây là cái bấc nhá các bác nhá. Đấy, trong này nó đã có sẵn một bấc rồi và tặng kèm thêm một bấc này nữa là hai bấc. Đấy, bấc này là các bác để dự phòng, dự phòng. Đấy, khi mà các bác mua đèn về thì các bác muốn nó bốc hơi luôn thì các bác ngâm cái này vào nước cho em khoảng 5 đến 10 phút để cho nó đẫm. Đấy, cái bấc này nhá. Đây. Cốc nước là xong. Đây, trong này nó đã có bấc sẵn rồi nha các bác nhá. Đó, thì các bác thả cái này vào. Đây, thả cái này vào cốc nước này. Ngâm 5 đến 10 phút thì nó mới bốc hơi. Khi nào mà cái bấc này nó no nước thì nó mới bốc hơi. Chứ vừa cái các bác nó nước nó chưa ngấm thì nó chưa bốc được hơi đâu. Chứ không phải là hỏng đâu các bác nhá. Đây, các bác cho nước vào đây cho em. Cho nước vào đây. Đây, cốc nước và giỏ một vài giọt tinh dầu vào. Đấy, để xông tinh dầu nhá. Đấy, tinh dầu, bưởi, tinh dầu, các loại tinh dầu đây. Đây là nó là công tắc này.
Đấy, bác cắm điện vào và bật công tắc lên cho em nhé. Đó, và nó có một cái dây kết nối này. Giới thiệu luôn, em chỉ có dây thôi. Đây nha các bác nhá. Đây các bác, em sẽ tặng kèm các bác một cái dây kết nối này. Đấy, các bác cắm vào đây và cái này các bác về các bác cắm vào cái củ nguồn điện thoại nhà mình nhá. Cắm vào củ nguồn điện thoại nhà mình nhá. Đây em, đây là em test thử nha, em cắm thử vào cái đèn pin cảm ứng nhà em này. Đó, đây xong nhá. Em bật công tắc này. Đấy. Bật công tắc lên này. Sông tinh dầu này. Đó thì gồm một đèn và một tinh dầu. Khi rồi gửi cho các bác là gồm một đèn và một tinh dầu, một dây sạc kết nối. Giá em bán là giá 160k, 160k một đèn sông tinh dầu nhá. Đó, đèn sông tinh dầu đấy các bác ạ. Bây giờ mùa này rất nhiều là Covid này, độ ẩm cao thì các bác dùng cái đèn sông tinh dầu này cho em. Để nhà thứ nhất là phòng chống dịch bệnh, thứ hai là cho nhà khô ráo thơm tho này. Đó, con này thì em đang phân phối giá là 160k đèn sông tinh dầu nhá. 160k cái đèn sông tinh dầu này nhá các bác nhá. 160k một đèn sông tinh dầu. Rồi tiếp theo thì em giới thiệu cho các bác cái bộ móng tay M1. Đấy, hàng made in Japan nhá. Giá em đang phân phối là 150k nhưng hôm nay sale giảm giá cho các bác 130k. Đó, một bộ gồm đầy đủ các chi tiết này. Đó, đầy đủ các chi tiết nhá. Đó, bấm to, bấm nhỏ rồi kéo tỉa lông mũi rồi kìm cắt da rồi rũa rồi nhíp, đầy đủ các phụ kiện nhá. Đựng trong một cái hộp này. Đó, giá 130k, 130k một cái đèn, cái bộ bấm móng tay, bộ bấm móng tay M1 này. Rồi tiếp theo thì em vẫn giới thiệu cho bác là các bác là cái dòng dao chặt này, Seki Japan này. Đấy, hàng made in Japan khắc chìm nhá. Con này ký hiệu là con C3. Đó, nó nặng 7 lạng một cái con này nhá, 7 lạng một con nhá. Đấy, lưỡi dao này nó vòm sâu như này để chặt, nó bám thớt này, bám thức ăn này, rất là ngon lành nhá. Con này em đang phân phối là 270k, 270k con dao chặt C3, mã C3 270k. Đấy, 270k. Rồi là con dao thái này. Thái cũng của dòng Seki Japan này. Đấy, nhà em nó hơi bụi nha các bác nhá. Seki Japan này, con này em ký hiệu là con S4, giá là 150k. Con này chuyên thái nha các bác nhá, chuyên thái nhá, siêu sắc luôn. Đấy, rồi tiếp theo thì em giới thiệu cho các bác cái đuôi đèn cảm ứng này. Đây là đuôi đèn cảm ứng ban đêm. Đuôi đèn cảm ứng ban đêm, chuyển động ban đêm. Đuôi đèn cảm ứng chuyển động ban đêm nhá. Thì cái này thì các bác sẽ lắp bóng đèn của mình vào đây. Đó. Và khi mà đêm đến, tối đến, bắt đầu trời tối thì nó sẽ bắt đầu có tác dụng là đèn sẽ sáng. Nhưng mà với chuyển động nhá, có người qua lại hay có cái vật cản gì qua lại thì đèn nó sẽ tự sáng nhá. Đấy, chứ cái trường hợp là chống trộm đấy các bác, chống trộm đấy, chống trộm. Đấy, con này thì em đang phân phối là giá là 100k. Đuôi đèn cảm ứng ban đêm. Đó. Rồi ấm siêu tốc này. Ấm siêu tốc này. Hikari của Nhật này, hàng made in Japan này. Với dung tích là 2,3 lít này, 2,3 lít này. Ấm gồm hai lớp, một lớp ngoài. Đây nha các bác nhá. Đó. Đây, cái này thì với dung tích 2,3 lít và có hai lớp, lớp bên trong là lớp inox 304 này, ngoài là lớp nhựa cách điện này, cách nhiệt này. Đó. Hàng 2,3 lít đã chuyển điện sang 220, 400k một cái ấm siêu tốc này nha các bác nhá. 400k một cái ấm siêu tốc nhá. 400k, 400k. Rồi tiếp thì em giới thiệu cho các bác cái bộ vít đóng này. Bộ vít đóng 12 chi tiết, hàng made in Japan này. 12 chi tiết nha các bác nhá. Đó, bộ vít đóng gồm 12 chi tiết. Hàng Kabushi của Nhật này, đựng trong cái hộp rất là xịn này, dùng xong các bác khóa này, tránh trường hợp mất mát này. Đó, giá là 300k, 300k bộ vít đóng V12 300k. 300k. Đấy, rồi em còn mấy cái bộ dao Nhật này, hôm nay nhà em đang có sale giảm giá nha các bác nhá, sale giảm giá. Đấy, các bác biết cái bộ dao Nhật này, dao Global của Nhật made in Japan này. Đó. Hôm nay em giảm giá nhé, giảm giá cực sàn cho các bác đang. Cái này nó có khung tranh rồi, quên mất không bảo cậu. 1.350.000 này. Để lấy bản vẽ này giảm giá này nhé. Đấy, cái bộ này thì em đang bán với giá là 1.350.000, hôm nay giảm giá cho các bác còn 1.250.000 nhá. 1.250.000 đấy, dao nhà em thì đã có test thử cho các bác rồi. Thì gồm hai con chặt, một con thái, một con gọt, một cái mài dao và một cái kéo này. Một cái giá đỡ nặng 1 cân này các bác nhá. Đó, giá 1.400.000 này. Đây, giảm giá xuống còn 1.250.000 này. Đó,
Hàng này thì các bác biết chất lượng rồi, bộ dao nhật này đấy em đang bán nhá. Đó, hôm nay thì em còn mấy bộ thì giảm giá cho các bác còn 1.250.000. 1.250.000 bộ dao nhật đấy nhá các bác nhá. Đó, 1.250.000. Đấy, rồi tiếp theo thì em giới thiệu cho các bác cái dao chặt, con này là 1 cân 2 này. Đó, hàng made in Japan này. Đấy, tay nó rất là dài này, rất là đầm tay. Con này thì các bác chặt thì thôi rồi luôn. Đấy, nó cũng có hàng Seki này. Dày 0,5cm này. Đó, cán đúc đến tận đây luôn. Đấy, con này nặng 1 cân 2 nhá. Giá là 390k, em ký hiệu là con C6. C6 390k. 390k con C6 này nhá các bác nhá. 390k em C6 này. Đấy, 390k. Rồi là em có con dìu này, dìu này dìu võ tòng này, ký hiệu là dìu võ tòng này, hàng made in Japan này. Đó, các bác nhìn này, cái này là chặt xương, chặt chiếc, thôi rồi luôn. Thôi rồi, lựa mơi, hàng rất là xịn sò luôn nha các bác nhá. Đó, con này thì em đang bán với giá là 800k. 800k con dìu võ tòng nhá, dìu võ tòng. Đấy, các bác để ý là nên mã cho em là dìu võ tòng, hàng made in Japan nhá, 800k. 800k con dìu này, dìu võ tòng này. Em còn 2 con, cái này... Đấy, 800k. 800k con dìu võ tòng này nha các bác nhá. 800k con. 800k con dìu võ tòng này nha các bác nhá, 800k. 800k em dìu võ tòng. Rồi, tiếp theo thì em giới thiệu cho các bác cái hàng bơm tay này. Bơm tay này, thương hiệu Starlay này của Japan này, made in Japan này nha các bác nhá, made in Japan này. Starlay này. Đó, bơm này là bơm tay nhá, nhưng mà có đồng hồ báo nhá. Hàng rất là chắc tay xịn sò luôn nhá các bác nhá. Đấy, có đồng hồ báo này. Đó, có đồng hồ đo cân này. Đấy. Đấy, giá em đang phân phối là 220k cái bơm tay. Bơm tay 220k nhá các bác nhá. Bơm tay 220k. Rồi đấy, em vẫn còn ít một bằng này cái dây điện này. Dây điện là ký hiệu là M5 này. M5 này. Gồm 4 công tắc này, 4 công tắc có đèn báo này. Đó, và đằng sau là có 5 châm hít này, dây 2.5 nhá, mà dây này dây khóa nhá. Dây khóa này, đó dây khóa nhá. Đấy, cái này các bác dùng công trình hoặc là dùng gia đình là hổ liếc các thứ thì rất là ok, chịu trọng tải lớn, hàng của Nhật thì chân này nó là chân dẹt nhá. Em ký hiệu con này là con M5. Giá là 200k, 200k M5. Rồi muôi sứ cơm của Nhật này. Muôi sứ cơm của Nhật này. Đấy, hàng nhựa cao cấp của Nhật nhá, chống dính này, chịu nhiệt tốt này. Đó, con này em bán là giá 50k. 50k, 50k. 50k. Rồi em còn một ít cái bộ kéo tóc cai của Nhật này. Cai của Nhật này các bác này. Cai của Nhật này, hàng made in Japan này. Made in Japan nhá các bác nhìn này, made in Japan nhá. Cai của Nhật này, hàng made in Japan này. Bụng trong bao da rất là xịn sò này. Đó, cái này em đang phân phối là giá là 250k. 250k bộ kéo tóc nhá. Hàng cai của 250k. Đấy rồi, át hàng này, át hàng Quốc, hàng chuẩn Hyundai, hàng của Nhật này. Đó, hàng chuẩn hai cầu của Nhật nha các bác nhá. Hàng mới tinh luôn nha các bác nhá. 40A dòng dò 15mA, hàng made in Korea. Korea này các bác nhá. Đó, cái này hàng này là hàng 3 nút chống chập, chống giật, chống quá tải. Cái này các bác lắp tổng gia đình nhá, lắp tổng gia đình. Đó, con này em đang phân phối là giá 250.000 với một cái vỏ là 270.000 nha các bác nhá. Nếu các bác không dùng vỏ thì 200.000. Đấy, 250.000, còn dùng vỏ là 270.000. Đây, hàng các bác nhận được là hàng còn mới tinh, đập hộp như này còn mới nhá. Nguyên tem và ốc ác đầy đủ nhá. Cái át này thì nó có chuẩn hai cầu này, nó có thể là cài này hoặc là bắn vào tường này. À, cài bắn vào tường nha các bác nhá. Đó, 250k một MCB chống giật của Hàn Quốc nhá. 250k MCB chống giật Hàn Quốc. 250k. Tiếp theo thì em giới thiệu cho các bác cái dòng bình giữ nhiệt của Nhật này, hàng made in Japan này, dung tích là 0,5 lít này. Đó, 0,5 lít nha các bác nhá. Đó, 0,5 lít chịu nhiệt rất tốt nhá. Cái này các bác đựng chè, cháo đi làm rất là tốt này. Mùa hè đến nơi rồi thì các bác dùng đá cho em. Đó, có nút ấn này. Giữ nhiệt rất tốt nhá, bình giữ nhiệt này, bình giữ nhiệt của Nhật. Đó, rồi em có liếp dài mài dao kim cương này. Liếp mài dao kim cương giá 170k. Đó. Nhỏ gọn xinh xắn nhá, 170k, 170k. Rồi là cưa gấp này. Cưa gấp này.
Cưa gấp 130k, cưa cắt cành gấp 130k của Nhật này, rất là dài nha các bác nhá. Đó, rất là dài. Các bác cưa cành cưa cối thì thoải mái luôn. Thoải mái nha các bác nhá. Đó. Rồi tiếp theo thì em giới thiệu cho bác cái đũa hoa đào này. Đũa này, đũa của Nhật này, làm từ sợi carbon nha các bác nhá. Đấy, sợi carbon hàng chịu nhiệt tốt này. Chấm nóng chống nấm mốc này. Đó, cái này là một bộ 10 đôi thì giá là 120k, 120k 10 đôi đũa. Đó, 120k. Đây, còn đây là đũa 5 đôi. Đũa dòng này đũa 5 đôi. 5 đôi của Nhật thì giá là 110k, 110k, 110k nha các bác nhé. 110k. Rồi mũi khoan tháp này. Mũi khoan tháp thì em có đây. Mũi khoan tháp thì có từ 4-32 này 170k, còn 4-22 à 4-20 này giá 100k nhé, 100k. 100k nha các bác nhé, 100k. Đấy thì hôm nay giới thiệu cho các bác cái camera mô hình này. Camera mô hình này, đấy cái này nó chỉ là mô hình thôi nhá. Đấy, và nó có đèn báo này. Đèn báo nắp điện này, đèn báo để chống trộm này. Đó, nó là mô hình, cái này là 120.000 camera mô hình nhá các bác nhá. Đấy, để mình có đây là gọi là ngụy trang luôn. Ngụy trang là mình có camera đây để chống trộm nhá các bác nhá. Đó, mình chưa có điều kiện lắp camera thì mình dùng cái camera mô hình này. Đó, để lắp để chống trộm này. Đó, thì dù gì trộm nó cũng sẽ sợ hơn này. Đó, cái này nó sẽ lắp pin này các bác này, lắp pin nhá. Đấy, có pin này. Các bác lắp vào nó có đèn báo này. Tức là có đèn báo để tránh chống trộm này. Đó, cái này là camera mô hình 120.000 nhá, 120.000. 120.000 camera mô hình. Đấy rồi em còn cái một ít cái bình cốc nhiệt này. Cốc nhiệt túi vải này. Cái này dung tích của nó là 900 ml. Đó, có túi đeo đàng hoàng các bác đi làm này. Đi làm thì các bác mang theo này, hoặc là đi tập thể dục này các bác đeo vào xe này. Và nó có tặng kèm theo ống mút này, ống mút mút bằng ni lông 304 này. Cái này giữ nhiệt cũng rất tốt. Giá hôm nay thì em giảm giá cho các bác nhá. Giá em đang phân phối là 180k. 180k, hôm nay giảm giá xuống cho các bác 150k. 150k cốc giữ nhiệt nhá. Đấy, em còn vài cái nữa thôi nhá các bác nhá. Cốc giữ nhiệt hôm nay giảm giá xuống 150k. 150k cái cốc giữ nhiệt nhá. 150k cốc giữ nhiệt nha các bác nhá. 150k cốc giữ nhiệt. Rồi tiếp theo thì em giới thiệu cho các bác cái bộ vít V34 chi tiết này. Đó, có các đầu khẩu này. Đó, các bác chế cháo sửa chữa máy móc rồi thiết bị này. Đó, cái này em ký hiệu là con V34, giá 290k. 290k bộ V34. V34 đúng không nhá? V34. Đấy, V34. Đấy rồi em giới thiệu cho các bác cái bộ vít này. Em gọi là vít đỏ vàng. Vít đỏ vàng nha các bác nhá. Đó, nó gồm 7 chi tiết tất cả, bọc nhựa cách điện này. Đấy, và kèm một bút. Kèm một bút thử điện này. Giá em đang phân phối là 170k, 170k một bộ vít đỏ vàng nhá, 170k một bộ vít đỏ vàng. Rồi tiếp theo thì em giới thiệu cho các bác cái bộ lấy giấy tai, các chi tiết này rất nhiều chi tiết này. Đó, đựng trong cái này. Rất là xịn luôn nha các bác nhá. Đó, đầy đủ này, các thiết bị này. Đó, con này thì em đang bán với giá cho là 70.000 nha các bác nhá. 70.000 bộ lấy giấy tai nhá. 70.000 cái bộ lấy giấy tai này nha các bác nhá. 70k bộ lấy giấy tai. 70k bộ lấy giấy tai. Rồi tiếp theo thì em giới thiệu cho các bác cái bộ dao cai này. Dao cai của Nhật này. Đó, gồm bộ 3 cái. Con này là con B5 này. B5 này. Đó, con này gọi là hay thì giống cái hình đồ long đao này. Đầu nó bo đồng này rất là đẹp luôn. Con này thái thì siêu sắc. Con này mua lẻ là con B5 là 280k. 280k. Đấy, 280k. Con này là con B4 này. B4 là 270k. B4 là 270k. Còn B3 là 260k. Đấy, tổng bộ của nó nếu các bác mua lẻ cộng vào nó rơi là 865k. Đấy, em bán cả bộ là 800k. Nhưng hôm nay các bác lấy thì em giảm giá xuống cho các bác còn 780k. Đấy nhá, giảm giá 780k bộ ba con dao này, thái siêu xịn sò luôn nhá các bác nhá. Hàng em thì nó hơi bụi. Đấy, em đã hơi bụi nên là nó nhìn nó hơi bụi nhá. Đấy, các bác lấy cả cái bộ con dao ba cái này, hôm nay giảm giá xuống cho các bác là 780k. 780k. Đây rồi, em còn cái bộ vít, mũi vít này, 10 mũi vít chược, mũi vít Mỹ, đều bắt của Mỹ này, 10 mũi này. Gồm 2 mũi dài, 2 mũi vừa và 6 mũi ngắn. Đó,
là 130k một bộ. Còn nếu các bác lấy lẻ là 25.000 một cái mũi dài này, 15.000 mũi vừa và 8.000 một mũi ngắn nhé. Có mũi vít của đeo bắt nhé, đeo bắt của Mỹ nhé các bác nhé. Giá 130k một bộ, 130k một bộ nhé, 130k một bộ này nhé, 130k. Đấy rồi, tất cả các con thú này, gà tàn này em vẫn còn đầy đủ nhá. Đây là con trâu này, cóc này, hổ voi, trâu cóc hổ voi em cũng còn rất nhiều này. Đấy, còn rồi đầu rồng này, rùa đầu rồng này. Đó, thì hôm nay em bán cho các bác là giá là em vẫn bán là 230k, nhưng hôm nay giảm giá xuống cho các bác còn 220k một em nhá, 220k một em này, 220k. Đó, cóc voi rùa. Đấy, còn đây là hộp trà nhỏ này, hộp trà nhỏ này là em đang bán là 250k. Đó, 250k hộp trà nhỏ này thì dung đựng được 2 lạng chè. Còn hộp trà to thì 4 lạng chè thì giá 300k nhá. 300k đấy, riêng hôm nay con thú thì em sẽ giảm giá cho các bác. Cà tàn thuốc lá con thú hôm nay sẽ em giảm giá cho các bác xuống còn 220k. 220k nhá. Các bác nhanh tay đặt hàng nhá. Đấy, nhanh tay đặt hàng nhá. Đấy, hàng thì em còn rất nhiều, nhưng mà hôm nay thì em giới thiệu sơ qua cho các bác một số mặt hàng bên em đang phân phối và sẽ tiếp tục phân phối. Cảm ơn các bác đã ủng hộ shop em trong suốt thời gian qua. Đấy, thì có những cái sơ suất thì xin các bác thông cảm. Đó, hoặc là những bác nào mà đặt hàng mà bên em chưa kịp trả lời thì các bác yên tâm, sẽ có nhân viên lại gọi điện lại chốt đơn cho các bác. Đó, các bác mua hàng thì liên hệ với em qua 3 số điện thoại trên màn hình này, kết bạn Zalo, gửi hình ảnh hoặc là nhắn tin. Đó, còn các bác nào có nhu cầu mua hàng thì đến trực tiếp nhà em, thì cứ đến hỏi Ủy ban xã La Sơn, đại lý Hương Giang là sẽ ra nhà em mà lấy nha các bác nhé. Đấy, còn bác nào có mua hàng thì có nhu cầu chuyển khoản thì đây, số tài khoản này. Đó, số tài khoản bên em với những cái đơn hàng từ 400k trở lên thì em sẽ miễn ship nhé. Còn bên em là giao hàng toàn quốc, các bác chỉ cần cho địa chỉ và địa chỉ số điện thoại là bên em sẽ giao hàng tận nhà cho các bác nhé. Đấy, cảm ơn các bác, xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video lần sau. Nếu các bác thấy video này có hữu ích thì xin cho em một nút like, một nút chia sẻ. Đấy, các bác đừng tiếc em một nút like, đó là nguồn động viên của shop nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video lần sau.